số 3 sẽ tại thị xã Thủ Dầu Một. Các cái chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thì cái biên trường trên này là chủ yếu để phục vụ cho các cái chương trình thời sự. Thì vừa rồi thì Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa thì cũng được tỉnh quan tâm đầu tư các cái thiết bị, thì trong đó cái biên trường này. Spin me around and around, turn me upside down. Spin me around and around, let me be. Spin me again.